Em đang làm cái gì vậy? Quay số. Em muốn quỳ thì anh sẽ quỳ. Cảm ơn em đã đến bên đời anh. Từ khi lấy em, anh chưa bao giờ coi em là vợ. Anh luôn coi em là mẹ. Em muốn đánh anh bao nhiêu cũng được. Vậy à? Những trận roi của em giống như những kỷ niệm đẹp của tình yêu chúng mình. Lấy cái cùi của cây roi đó dậm vô lỗ tai anh đi. Anh thích thì tôi chiều thôi. Nếu được ở bên cạnh em suốt đời, anh sẽ làm trâu, làm ngựa. Nói là làm. Anh Luật ơi, bây giờ nếu như mà em muốn anh làm ngựa, anh ở dưới, anh cũng chịu đúng không anh Luật? Cái đó không được em ơi. Ê khoan, cái này có bảo hiểm không vậy? Hơn lúc nào hết, lúc này anh ghét thằng Lòng Tiến kinh khủng. Em ơi, cho anh đứng lên thở một chút xíu được không? Không. Em không cho, anh vẫn đứng. Anh hay quá, cái này anh ngon quá ha. Anh là đàn ông, anh phải có bộ mặt của xã hội. Em kiếm tiền được bao nhiêu mà em làm thấy ghê vậy? Em tưởng anh sợ em sao? Cái gì? Anh rất sợ em. Biết điều đó. Biết lỗi tại sao mà hôm nay bị đánh không? Hả? Tôi đang chửi anh mạnh cười hả? Trời đất ơi! Trợn mặt nha, tôi nóng tính lắm đó. Nếu Quýnh Anh làm em hạnh phúc thì anh sẽ làm. Nhưng em hiểu đi, cho anh mượn sợi dây. Làm gì? Cho anh mượn sợi dây đi. Tôi đâu có ngu. Tôi đưa cho anh rồi anh đánh tôi hả? Anh không bao giờ đánh phụ nữ, đặc biệt là vợ anh. Được. Anh sẽ đánh vào cái ghế salon nè. Em nghĩ đi, nếu em là cái ghế salon thì em có đau không? Không. Tại sao? Tại vì nó là cái ghế salon. Anh là ghế salon thì anh sẽ đau. Vậy tại sao em quấn anh hoài vậy? Anh buồn lắm chứ? Ba má anh xin anh ra, chưa đánh anh một cây nào. Vậy mà từ khi lấy em, chưa có đêm nào em cũng đánh anh. Anh sẽ rớt những giọt nước mắt lã chả trên bờ môi để cho em biết rằng nước mắt đàn ông không rơi tự giọt. Mày ăn trúng gì làm nói chuyện mà sến sẩm như vậy? Không nói như vậy thì nãy giờ bị quánh rồi. Không ăn nó đi. Trời ơi, vợ tôi dáng đẹp quá trời. Không cái đi làm nè. Thôi vậy thôi, để anh ôm em thật sâu đậm. Anh sẽ bồng em tung tăng trong gió. Bồng đi. Phải tung tăng trong gió nha. Ôi em ơi, ngày mai nhớ tắm nha. Cái gì vậy? Tắm mỗi ngày mà. Anh lộn với nhỏ nào chưa tắm vậy? Dạ. Dục cái nón qua bên đi, nó làm trì quá. Thôi mệt quá, dọn dẹp nhà cửa đi. Tôi ra ngoài tôi tập huấn luyện mấy con cọp cái rồi lắc vô. Dạ. Nhìn cứng cái ghét. Chẳng lẽ em giờ đập đồng vào cái bất kiến này để chết cho rồi? Nhưng Ngọc không... ơi. Ai đó? Tao Vinh nè, bạn thân mày nè. À, thằng Vinh Lát. Qua đây Vinh Lát. Nãy giờ tao áp tai tao sát chết. Tao hiểu được nỗi thống khổ của mày. Bình thường mày kể tao không có tin. Bây giờ kinh khủng quá, cuộc đời mày địa ngục quá. Bây giờ tao phải làm sao? Thì bây giờ như này, theo tao là phải có một lần mày mạnh mẽ lên, bùng lên, vung dậy, chiếm thế thượng phong, không thể nào như vậy được nữa. Bằng cách nào? Dùng hết can đảm của mình. Tao đã dùng hết mấy năm nay rồi. Cho nên tao nghĩ là mày cần thứ này hỗ trợ. Rượu sẽ giúp cho mình nhiều can đảm hơn. Được, tao sẽ uống. Đây. Vô. Uống nhanh đi, cho nó lên. Tiếp đi. Mày thấy can đảm chưa? Uống ba ly thì nhầm nhò gì, tao sẽ uống hết chai này. Tao sẽ uống ba ly.
Nhưng thôi tao không uống nữa. Tao không uống nữa. Tao thấy vậy là đủ rồi. Mày nên về đi. Vợ tao thấy mẹ ở đây, nó sẽ chửi mày luôn đó. Tao bắt đầu thấy xỉn. Tao ủng hộ mày hết sức. Cố lên. Cái thứ gì hả? Bất tội. Bực bội quá. Sao mà hỏi tôi bực gì đi? Đời ai nấy lo. Cái gì? À, hôm nay ông ăn gan trời rồi ha. Bà đặt ăn nhậu nữa hả? Việc nhà chưa làm mà dám ăn nhậu sai xỉn hả? Nếu em còn nói chuyện với anh hỗn hào như vậy, anh sẽ đi thẳng về phía em và tát em một bạt tai đó. Trời ơi. Anh sẽ tát ngay đây. Hết sức chịu đựng bà rồi. Bà cảm thấy sao? Ức chế hả? Vậy sao bà không nghĩ cho tôi bao nhiêu năm qua tôi đã bị ức chế như vậy? Anh dám đánh tôi. Tôi không những đánh bà, mà tôi cũng sẽ xin chữ ký của bà. Chúng ta ly dị thôi em ạ. Cái gì? Ly dị tôi hả? Đúng, tôi đã chán chê bà rồi. Tôi đã có người yêu mới. Đây, tôi giới thiệu với bà. Người yêu tôi, nam em. Bà nhìn đi. Bà nhìn người ta đi. Cao không? Quá cao. Đẹp không? Quá đẹp. Bà chỉ là hạt cát trên sa mạc, còn người ta là ngôi sao trên vũ trụ bao la. Em, hãy nói cho anh biết đi, em có yêu anh không vậy nam em? Chắc chắn rồi. Bởi vì anh là một người đàn ông rất là biết tôn trọng phụ nữ, và anh cũng phải được nhận lại cái điều đó. Giọng nói ngọt ngào làm sao chứ không sủa như bà. Sủa? Sủa? Không sao, em sẽ bảo vệ anh. Trời ơi, tại sao lại bảo vệ anh được? Bởi vì anh xứng đáng được bảo vệ. Em ơi, anh hứa cả đời này anh sẽ lo cho nam em. Còn cái con gấu Bắc Cực kia, anh sẽ đưa nó về Bắc Cực. Anh bây giờ anh muốn nổi loạn đúng không? Bà tính làm gì? Đúng, bà tính kêu ba bà qua chứ gì? Đúng như vậy. Ba bà qua tôi cũng không sợ. Anh ngoan lắm. Anh dám nói lại không? Tôi xin lỗi bà. Dù ba bà có đứng sau lưng tôi cũng xây mặt lại, tôi chỉ thẳng vào mặt ổng. Ông đi về đi. Ông đi về. Mày nói cái gì rồi hả? Bữa nay mày đuổi luôn ba vợ mày luôn á hả Luật? Ừ, sao vậy? Sao vậy con gái? Trời ơi, người ta ăn hiếp con gái của ba. Trời đất ơi, con gái của ta là cái gái gà, gái ngọc mà sao mày đè mà cưỡi đầu cưỡi cổ đó mày đánh nó vậy? Dạ không, thưa ba. Người ta đang ngậm máu phun người. Bây giờ ba hãy nói đi. Làm sao con sống dưới một ách áp bức? Vợ không ra vợ, quỷ không ra quỷ. Ba được rồi, để đó ba xử. Hồi xưa con hiền lắm mà Luật, sao bây giờ bữa nay con lại như vậy hả Luật? Sao con nổi loạn vậy Luật? Con ngày xưa đã chết rồi. Không, ta không tin điều đó. Được rồi, ngồi xuống đây. Ba nghĩ đi, cái gì cũng có cái lý do của nó. Con đâu thể nào tự ai cho mày ngồi đúng không? Ba thấy chưa? Ba thấy chưa? Thấy chưa? Bằng chứng là đây. Đàn bà con gái mà ớt nào mà ớt chẳng cay. Đàn bà nào mà không hay ghen chồng đúng không con? Sai rồi ba. Ớt chuông Đà Lạt không cay, chỉ thơm. Bây giờ con với bác ngồi nói chuyện với hai thằng đàn ông. Bác đẻ là người con gái được. Bác không biết nuôi dạy. Bác đẻ cho cô ấy sống ngang tàn, sống phá phách. Ngày hôm nay con trả về. Anh coi thường ba, anh coi thường gia đình mình. Bây giờ anh dắt con khác về đây đó ba. Giờ làm sao, có muốn đi theo cô nam em này không? Con xin đứng lên. Mời vợ bước lên phía trước. Tính làm gì nữa vậy? Con xin đối diện với vợ con. Và con xin quỳ xuống. Em ơi, đừng đánh anh nữa được không? Nam em là nhỏ bạn thôi. Anh đem qua cho em sáng. Mà em cũng vẫn không sáng. Em cứ sống như vậy làm sao chúng ta hạnh phúc được?
Trời ơi, chỉ là nhỏ bạn thôi. Chứ ba biết là Hằng Luật hồi xưa nó dễ thương lắm. Hồi xưa nghe, cái giọng nó ngọt ngào, cái giọng cái hơi nó dài vậy lắm. Con a một hơi dài hơn một phút cho ba nghe coi. Chà, ba đang hại con sao? Con a thử coi, ba rất là nhớ cái giọng hồi xưa mà. Con a à ơi, con ru cho ba ngủ đó. Đây, chuẩn bị. Hơn một phút con nha, chuẩn bị. 2, 3. À... được 15 giây rồi con. Trời ơi, bản lĩnh đàn ông đâu rồi. Thôi, bỏ qua cái này cho con. Ba là ba vợ của con. Ờ. Nhưng con thần tượng ba quá. Có thể cho con hôn lên má một cái được không? Được chứ con, trời có gì đâu, đây thoải mái. Ôi, làn da thật là mịn màng. Hèn gì đẻ ra vợ con thật là đẹp. Chưa hết. Tại vì ba rất là thích nghe con hát nữa. Giờ con hát bài nào nghe vui vui, ôm lại tình cảm của con về vợ con đi. Hồi xưa con tỏ tình với nó bài gì đó, con hát lại đi. Con sẽ hát bài hát tặng vợ con. Ừ. Tiễn em đi rồi. Hát bài gì kỳ cục vậy con? Nắm tay anh thật chặt, nhắm tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi tặng đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì trên em anh em hãy cứ đi. Rồi bây giờ con beatbox một bài cho nó sôi động, cho vợ nghe vợ vui cái coi nào. Beatbox được hấp dẫn không nha? Dạ thứ ba, bây giờ con sẽ beat ba bóc ba hốt cho con. Ok. Là thứ chuẩn bị. Ba đừng có giỡn, con rành về âm nhạc lắm. Ồ, vậy để chỗ tài đi con. Con thấy mệt quá rồi. À, vậy à? Giỏi. Con trai của ba giỏi lắm. Được dạ. Rồi. Không phải là vì con là con gái của ba mà ba binh con đâu. Đàn bạn gái vừa bạo lực, tối ngày đánh chồng hoài à. Còn con nữa. Cái chuyện mà con yêu thương vợ con thì ba thấy rõ điều đó. Nhưng mà cái vấn đề ba rất là cần ở con là gì? Bản lĩnh đàn ông. Đúng không? Mình có vợ là mình đôi khi mình phải là trụ cột của gia đình. Mình phải có chính kiến. Vợ sai thì mình sửa lại vợ, mình dạy vợ. Được dạ. Rồi. Con hứa với ba, sao? Từ nay con sẽ cố gắng học hành chăm chỉ, đi đúng giờ, về đúng giấc. Con sẽ yêu thương vợ con đến suốt cuộc đời.